Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Và giờ đây em khóc với dòng sông, khóc với dòng đời, dù dòng đời không êm ái như dòng sông. Đi đâu về sớm vậy? Đẹp lắm. Nay mày đặt khen tôi nước tròn. Dễ thương lắm. Gì vậy? Tự nhiên nay nịnh vợ quá vậy? Hay lắm. Nè, quậy gì ở ngoài rồi phải không? Quậy cái gì ở ngoài rồi phải không? Giả bộ khen để tôi tha thứ đúng không? Mấy cái chuyện đó bình thường thôi. Chuyện này còn bự hơn nhiều. Cái gì vậy? Tôi với cô là vợ chồng đúng không? Trả lời đi. 3 năm rồi, chứ không phải mới cưới hôm qua. À, biết rồi. Hay là sắp tới là tính tổ chức kỷ niệm ngày cưới đúng không? Cho nên giả bộ hỏi tôi coi tôi nhớ ngày cưới là ngày nào không đúng không? Đúng rồi đúng không? Tôi cần cái nhớ nhiều hơn cái ngày đám cưới. Ê nè, ê, nói nghe nè. Mệt nha. Bây giờ có gì thì nói quịch toẹt đi nha. Chứ nãy giờ cứ ẩm ẩm mờ ờ hoài bực nha, quạo nha. Ai không quạo? Gì vậy? Tôi cũng quạo nè. Là sao? Cô đẹp lắm. Tôi biết. Không đẹp sao anh cưới tôi? Dễ thương lắm. Chứ gì nữa? Trước khi mà anh cưới tôi là rất nhiều người mua quanh tôi mà tôi đâu có thèm. Cô đang hay lắm. Trời ơi trời, nguyên cái làng này, nguyên cái xóm này ai hay bằng tôi. Cô là vợ tôi đúng không? Ê, đúng. Ê, ê. Ê. Trả lời đi. Có bị gì không vợ? Hả? Làm ơn bớt đi nha. Ăn ở không quá, không có chuyện gì để làm thì làm ơn đi coi cái chuyện ruộng vườn ha, cái chuyện gà qué giùm đi. Bớt đi phá làng phá xóm, bớt kiếm chuyện với vợ lại đi. Ở nhà là bây giờ đầu tắt mặt tối đủ thứ chuyện rồi, làm ơn đừng kiếm chuyện nữa. Ai kiếm chuyện với ai? Anh á. Tự nhiên ta ở nhà ta nấu cơm nấu nước, mắc gì về làm mặt nặng mặt nhẹ. Không có chuyện sao tôi về tôi nói. Thì bây giờ có chuyện gì nói đi. Muốn tôi nói cái gì? Nói đi. Tôi nói cho cô nghe. Thì anh nói đi tôi nghe. Cô đẹp lắm. Nè, nè. Ê, nói nghe nè. Sức chịu đựng của con người có hạn. Nghe chưa? Cô làm gì? Tính hành hung tôi hả? Trời, anh nghĩ sao vậy? Mắc gì tôi phải hành hung anh cho mệt mỏi vậy? Bây giờ có chuyện gì thì anh nói đi. Anh nãy giờ anh là cứ rào trước đón sau là tôi hơi quạo rồi đó. Tôi nói lại lần nữa. Anh mà nói tôi đẹp nữa là tôi sáng anh à. Không ai khen vợ mà hằng học với anh trơn á. Nếu như chuyện này không làm rõ ra, tôi với cô không ở với nhau được. Thì bây giờ phải nói người ta mới làm rõ được chứ. Cô liệt kê ra trước khi lấy tôi cô quen bao nhiêu thằng rồi. Nè, anh bớt ở không lại đi. Anh hỏi một cái câu hỏi mà thiệt sự làm sao tôi nhớ được mà tôi liệt kê cho anh. Không nhớ được cũng phải nhớ, ráng mồi móc nó ra. Nhớ không thể nào nhớ được mà môi, phải không? Từ trước tới giờ anh cũng từng biết là tôi đẹp, tôi hay, tôi dễ thương, tôi giỏi. Thì rất nhiều người yêu tôi, rất nhiều người mê tôi, chắc chắn cũng sẽ rất nhiều mối tình đúng không? Làm sao mà tôi nhớ được mà tôi liệt kê? Mà ít nhất anh muốn tôi liệt kê anh phải nói là cụ thể. Thời gian gọi là thời điểm nào tôi mới liệt kê ra được chứ? Cái gì? Thời điểm nào nữa hả? Chứ gì nữa? Tôi cho cô một cái thời điểm mà cô dễ liệt kê nhất. Nói đi tôi liệt kê cho. Từ hồi Lộc học mẫu giáo tới bây giờ. Anh bớt giỡn mặt với tôi lại đi. Cấm lập bàn nữa nha. Tôi hết hồn đó. Người ta biết em từ năm 18 tuổi, mắc gì từ hồi mẫu giáo tôi liệt kê cho anh. Tôi không biết. Thành thật thì môi ra. Không những vậy, ra. Tôi báo công an nha. Nè, anh đi ra ngoài đường bây giờ anh á. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Tôi chắc chắn luôn. Trời ơi trời, làm sao qua mắt tôi được. Tôi thông minh lắm. Má tôi hồi đó đẻ tôi cái đầu tôi ra trước, tôi thông minh lắm. Đúng. Trời ơi, hôm nay anh ra ngoài đường, anh lén phén với con nhỏ nào, rồi bây giờ anh bày đặt anh về đây, anh kiếm chuyện với tôi đúng không? Anh kiếm chuyện với tôi đúng không?
tôi tự tin thông báo cho cô biết. Thông báo gì? Mối tình của tôi từ nhỏ cho tới lớn. Sao? Tôi ngu lắm. Cái đó khỏi giới thiệu, khỏi khoe. Tôi biết. Tôi nói cho cô biết. Anh nói đi. Báo mới đăng. Báo đăng gì? Vợ đánh chồng băng rau muống vẫn bị bể đầu. Để tôi thử coi. Thử coi có bể không? Cô bớt hành hung lại nha. Tôi nói cho cô biết, từ hồi đó tới giờ, những mối tình tôi quen đối với cô cũng không có cửa đâu. Tôi nói cho cô biết, hồi nhỏ tới lớn giờ tôi quen đúng con mình cô đó. Dữ không? Tôi ngu chưa? Không. Tôi khẳng định là anh không ngu. Người ngu mới là tôi. Bởi vì tôi ngu tôi mới lấy anh. Cô hay lắm. Hay chứ. Cô hưởng tôi xong, cô hái hoa, cô bẻ nhụy xong, bây giờ cô nói như vậy. Thôi buổi nào rồi? Thôi buổi nào rồi? Cô được lắm. Được chứ sao không được. Cô sao kê hết ra cho tôi. Bữa nay tôi làm, phải làm cho bằng được. Cô sao kê ra cho tôi. Sao kê gì? Cô quen bao nhiêu thằng rồi? Từ hồi mẫu giáo tới lớp 1, lớp 2, lớp 3, rồi cấp 1, cấp 2, cấp 3, tới ra đại học rồi. Lấy tôi luôn. Thằng cuối cùng là thằng nào? Nếu tôi không làm thì sao? Cô nghĩ đi. Chuyện dễ thôi. Sao? Nhà cô về. Nhà tôi ở. Ồ, ý anh là ly dị. Bây giờ ai mà nói ly dị? Chứ nói gì? Không hợp thì chia tay. Bớt đau khổ. Trời ơi, chia tay sớm bớt đau khổ. Nè, anh đang thách thức ai vậy? Anh thách thức ai vậy? Nếu mà anh nói là tôi không sao kê, anh sẽ ly dị đúng không? Đúng yes, không? Yes sir. Đúng không? Đúng. Trời, nói cho anh biết nha, anh thích thì tôi chiều, nhưng anh cũng phải sao kê cho tôi. Điên hả? Điên hả? Điên hả? Đi đá ghê. Đi đá ghê vậy hả? Rau người ta còn ăn hết chưa? Phá. Chuyện nhỏ thôi. Tôi kêu cô sao kê. Cô kêu tôi sao kê. Được thôi. Từ nhỏ tới lớn giờ, tôi nói cho cô biết, tôi quen có một mình cô thôi. Phá lạc phá sớm bị cô dụ. Không đi sao kê, cái này nói nhảm hoài vậy. Điên hả? Bị gì à? Hù biết vậy à? Đau tim biết không? Lưu manh. Cô hay lắm. Được. Sao kê? Sao kê? Buồn ơi, ta xin chào mi. Khi người yêu đã bỏ ta đi. Buồn ơi, ta đang lẻ loi. Khi người yêu chắp cánh bay đi. Người yêu cho ta niềm đau. Người yêu cho ta đơn côi. Hiền ơi Hiền. Cái gì em? Ra đây chị vậy má? Thấy Hiền hát hay quá, tôi ra tôi nghe Hiền hát. Trời ơi, thôi hồi xưa còn dẹo được chứ giờ dẹo dòm thấy ghê quá. Bà tự nhiên cái giống như là bây giờ tự nhiên đang tôi đang cái cảm xúc của tôi đang rất là tốt, tự nhiên cái bà sọt vô cái dòng cảm xúc của tôi nó bay đi hết trơn, chắc lẽ là do bà thấy gớm hay sao. Thôi mà, thôi mà, có chuyện muốn nhờ Hiền á. Hiền giúp tôi nha Hiền ơi. Hiền ơi Hiền à. Rồi nói đi, vụ gì? Hồi xưa đó Hiền mê tôi lắm đúng không? Gì vậy? Không, tự nhiên giờ nhắc vụ đó chi vậy trời. Mà đúng không? Xác nhận đi, có không? À, thì từ cái thời mà lúc mà tắm mưa ở chuồng thấy gì đúng không? Đúng rồi. À, rồi sao? Có từ gì cái không? Thời mà mẫu giáo á. Rồi biết rồi, bà quá, nói đại đi cái vụ gì? Thì Hiền có nhớ là từ cái thời đó
đến bây giờ, à không, đến cái lúc mà tôi lấy chồng là ngoài Hiền ra còn bao nhiêu người nữa theo đuổi tôi không Hiền? Ủa sao mắt nay mắc dịch mắc gió vậy? Tự nhiên nay là gặp tôi cái hỏi mấy vụ đó chi vậy? Có chuyện mới hỏi. Nhưng mà có nghĩa là tự nhiên đi hỏi vụ đó là có chuyện gì thì cứ nói đại ra đi, tôi biết cái ấy được chứ? Khó nói quá. Nhưng mà phải nói thôi. Bởi vì nếu như không nói thì sẽ không giải quyết được chuyện này. Mà cái chuyện này chỉ có một mình Hiền mới có thể giúp tôi được thôi. Bây giờ là ý là bà hỏi là coi như là hồi lúc mà trong lớp là bao nhiêu người đeo đuổi bà đúng không? Đúng rồi. Nhiều không? Nhiều không? Tôi nhớ nhiều dữ lắm nha, một đùi luôn á. Tám mấy người. Tám mấy người? Ờ. Là tính Hiền chưa? Tính luôn rồi. Cậu đó đó. Đúng rồi. Ủa rồi sao? Bây giờ vậy nè. Ký giùm. Ký gì? Ký giùm xác nhận là từng là người yêu cũ của tôi. Thôi đi má. Sao vậy? Tôi lo quá. Ký giùm đi. Cái này làm gì? Ký vô xác nhận. Xác nhận để làm cái gì? Thì nói đàng hoàng để nó biết. Hay là bà tính làm lưu bút người yêu cũ hay gì? Nó gần giống vậy đó. Trời ơi, giống cái gì tào lao vậy trời? Bây giờ là tại vì tự nhiên chồng tôi á bắt tôi là phải sao kê tình yêu. Sao kê tình yêu? Đúng rồi. Cái thằng Tài nó bị khùng hay sao vậy? Chứ gì nữa? Sao kê nhà đất hay sao kê gì không sao kê, tự nhiên giờ sao kê tình yêu, thằng đó bị khùng hả? Bây giờ ông muốn tôi phải minh bạch đó, bây giờ mà tôi quá nhiều từ nhỏ tới lớn giờ làm sao tôi nhớ hết. Bây giờ tôi phải đi xin chữ ký từng người nè. Trời ơi, nó ghen gì mà phải, tự nhiên gặp ngay bà đâu mà tự nhiên sao kê, cái thằng nó cũng khùng. Nè, tôi nói bà nghe nè, tại hồi đó nói chung bà cũng không phải là đẹp nhất lớp nhất trường gì đâu, nhưng mà tại cái bà gặp ai đứa nào bà cũng hay cà dẹo dẹo rồi cà ổng ẹo, cho nên là ấy thôi. Nè, không có dẹo nha, tại vì ngày xưa tôi đẹp thiệt chứ bộ, người ta nói là đẹp mà có quyền, tôi chỉ hơi đông đưa chút xíu thôi chứ tôi không có dẹo nha. Nhờ bà đông đưa cho nên tôi cũng dính vô đó cái đó. Tôi biết là hồi đó là ông mê tôi lắm, ông theo dõi tôi dữ lắm, cho nên là hả ông sẽ nhớ hết những người nào mà vây quanh tôi đó. Tôi nhờ ông là chính xác nhất. Ký vô giùm. Rồi có gì lát hồi kể cho tôi một số người liệt kê vô. Bây giờ là thằng Tài nó bắt bà sao kê vô này để cho nó biết là bà đã từng quen cái thằng nào đã từng qua cuộc đời bà đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ bà kêu sao kê vậy có nghĩa là để chi, hay là bà muốn chia tay với nó để bà quen với thêm thằng khác nữa gì đúng không? Không phải chia tay. Mà bởi vì á là hả tự nhiên ổng nổi hứng lên, ổng muốn tôi phải sao kê ra hết tất cả những người yêu đã từng đi qua cuộc đời tôi, hiểu không? Từng người một phải ký tên xác nhận mới minh bạch được. Ủa ta nổi hứng lên ta đẻ chứ sao nổi hứng cái bắt sơ kê kỳ gì ta? Ai biết, bây giờ là chướng rồi, muốn vậy rồi. Nếu mà tôi không làm ông sẽ ly dị tôi. Rồi, thôi được rồi. Phiền bởi vì hạnh phúc gia đình tôi chứ. Bây giờ là giống như là ý là bà nói là bây giờ tôi sao kê có nghĩa là giúp bà sao kê là thử là tôi nhớ rồi tôi là thứ mấy. Đúng. Rồi thằng quỷ thằng Tài là thứ mấy. Đúng rồi. Rồi trời. Rồi ký vô xác nhận giùm luôn. Nhớ giùm từ nhỏ tới lớn bao nhiêu người theo tôi luôn. Tôi chứ nhiều là quá nhớ không nổi. Thứ 82. Cái gì? 82, 83, 83, 83. Rồi được rồi. Rồi nhớ cái 83 được rồi là cái cho là thằng quỷ Tài chồng bà là khoảng 84, 83, 84 thì được rồi. 82 đi. 82 là ông, 83 là ông Tài. Rồi được rồi. Mệt ghê, rồi làm như bà cho xuống đi. Cái gì? Ký vô. Tôi sắp lấy vợ rồi nghe. Tôi sắp lấy vợ rồi, tôi ký vậy là sao? Phải ký xác nhận ông mới tin được chứ, bây giờ nói không biết ai đâu mà. Phải ký vô. Bây giờ ký phải không? Đúng rồi. Bây giờ tôi ký nhưng mà tôi để chữ là vô danh nha. Không có được. Phải ghi luôn số chứng minh nhân dân vô đây. Phải đầy đủ vậy cặn kẽ vậy ông mới chấp nhận. Lấy số chứng minh nhân dân chi vậy? Tới ông con nội nó hay chi vậy? Không phải, tại vì mấy người kia có thể là ông không biết, nhưng mà ông thì ông biết, hiểu không? Cho nên là phải xác nhận chính xác. Giúp giùm đi mà, đi mà. Thôi, hồi xưa làm vậy còn được chứ giờ tôi thiệt á. Dòm heo nó tru sướng hơn. Trời ơi. Không mà kệ đi. Giúp tôi đi. Ký vô xác nhận đã từng là người yêu cũ của tôi. Tôi ghi tôi là tên tôi là được rồi. Tôi quen bà tôi là số mấy là được rồi. Giúp vậy được rồi. Thôi nhưng mà chưa có đủ 80 mấy người. Thì giờ sao? Không mấy bây giờ gì nè. Ông nhớ ai đó. À ông ký đại giùm tôi đi. Ông ghi tên ai cũng được. Mấy người mà từng kêu cua tôi yêu tôi đó. Nè, tôi nói bà nha, bà với thằng quỷ đó mà làm quá nha. Tôi mà không lấy được vợ cái nha, tôi qua tôi đốt nhà bà, tôi đốt luôn cái thằng quỷ đó luôn á. Không có đâu, cái cuốn này một mình tôi biết hả? Không ai biết hết trơn á.
Rồi vậy tự nhiên tôi đâu biết mấy thằng kia là sao đâu, tự nhiên kia ký vô xong ký. Ký đại đi, đâu có ai xác nhận chưa ký đâu. Rồi rủi nó biết là nó giết bà sao? Cái cuốn này tôi giấu ở trong tủ, khóa lại nút luôn chìa khóa, không ai biết hết. Trời ơi, chìa khóa bà còn nuốt được luôn hả? Ừ. Thôi được rồi, tôi sẽ ký giùm bà. Nhưng mà có gì là bà chịu trách nhiệm nha. Yên tâm, tôi chịu cho. Này là cái gì? Tôi đâu có đi học, ở nhà cũng có con nít, không có cần phải tập học sinh. Sao kê đâu? Tôi biết đọc chữ, đây là cuốn tập học sinh. Tôi hỏi sao kê đâu? Cái gì? Một mình cô mà quen nhiều đây á? Là tiết kiệm bớt một cuốn rồi đó. Cái gì? Cô quen giùm những cô gái hàng xóm của cô luôn hả? Cô quen giùm trong lớp luôn hả? Cô quen cái gì ghê vậy? Cô vừa vừa phải phải thôi nghe. Anh đừng có hỏi nữa, anh đọc hết đi ha, bớt hỏi lại. Mắc mệt. Của tôi xong rồi đó, minh bạch rồi đó, của anh đâu? Của anh đâu? Hồi đó giờ tôi quen có mình cô thôi. Tôi phá làng, phá xóm tùm lum hết. Lớn lên là bị cô Vũ. Tôi lấy có mình cô thôi, ở đâu ra? Mà sao với kê? Cái chuyện đó là nguyên một xóm này biết. Không cần phải giới thiệu, phải không? Cái tôi cần ở đây không phải là sao kê tình ái, mà là sao kê ăn nhậu. Hiểu chưa? Nếu như có một cái luật mà vợ chửi chồng, làm nhục chồng tại nhà, thưa ở tù, tôi sẽ thưa bắt cô. Tôi biết thế nào cô cũng đòi cái đó. Ê, nói nghe nè, anh có thấy mệt không? Mệt. Mệt không? Mệt thì người ta giãn ra bớt đi chứ, mắc gì mà căng thẳng hoài vậy? Nó đứt một cái rồi chết sao? Giãn ra. Nó nóng. Nóng gì? Nó nóng lắm. Không, tôi thấy anh làm vậy tôi mới thấy nóng á, nóng máu á. Tôi nóng hơn cô, yên tâm đi. Sao kê ăn nhậu đâu? Đinh đinh lên lấy chụp hình hoài. Trời, riết chắc tôi điên luôn á trời. Cậu đi. Rồi khỏi đọc sách. Cái gì? Trời, sao kê ăn nhậu của anh mà nhiều gấp đôi của tôi luôn á hả? Anh giỡn mặt đúng không? Anh giỡn mặt đúng không? Nè, tôi hỏi thì cô. Hỏi gì? Cô có thấy mệt không? Cô nói chuyện đàng hoàng không được. Tôi đang rất đàng hoàng luôn. Mà cô phải gồng lên chi cho mệt vậy? Tôi đang nóng. Nóng gì? Chứ gì nữa, anh nghĩ sao vậy? Hả? Anh nghĩ sao? Trời đất ơi, trời đất ơi, bao đây? Bao nhiêu cuốn nè? Mười mấy cuốn. Ha, để tôi coi anh ăn nhậu kiểu gì mà mấy tháng nay mà mười mấy cuốn. Để tôi coi cô quen cái kiểu gì. 84 rồi. Thằng 86. Thằng... Không. Chú à. Này kêu chú á, kêu thằng hổ á. Sao con trai tư cô đơn trong này? Ủa bình thường. Cái gì bình thường? Cái gu tôi lạ lắm. Ủa tôi thấy trai trẻ quen chán rồi tôi quen chơi già được không? Cái gì? Trời. Cái dao đâu? Cái dao để đâu? Cái dao để đâu? Đi vô lấy cái dao ra đây cho tôi. Tụi mày chém thằng cha đó. Chém gì? Tụi mày chém không? Tại sao bắt mớ gì? Cô lại đi quen cái thằng đó. Cô lại đi quen cái thằng đó. Thằng nào? Thằng cha tư cô đơn. Rồi sao? Không được. Mắc không được. Bao nhiêu thằng không quen, tôi không ưa cha đó. Cứ gu tôi vậy kệ tôi đi. Tôi đi tôi chém ổng. Tôi đi tôi chém ổng. Khỏi đi. Thằng Tư tới nè. Tới. Thằng Tư bạn ba phải chơi tầm thằng đúng không hả? Tới sao không vô luôn? À, tôi chém đi. Chú Tư. Chú Nghiệp ơi, không có gan đó đâu. Chú Tư. Sao? Sao chú ỷ lớn, chú chơi trên cơ tôi chú Tư. Chú chơi trên cơ tôi không có được chú Tư. Chú nghĩ sao mà chú từng tuổi này chú không có đẹp hơn tôi. Ừ. Không có tươi hơn tôi nữa. À. Chú cắm sừng tôi hay vậy. Chú thấy mệt không? Chú thấy chồng nói chuyện chú mệt không? Tim hơi yếu nhưng mà gắng nghe nó cho nó hết. Mệt ghê luôn không mà biết. Trong khi đó tôi với chú là bạn nhậu. Tài nè.
Trên đời như thế chú chưa thấy thằng con trai nào vô lý với bay hết. Vô duyên nữa. Mắc gì vô lý, mắc gì vô duyên. Cứ cho giấy dầu vô là vợ bay trước khi đến với bay á, nó quen 800 thằng đi. Ừ. Bay cũng không có cái quyền kêu nó kê khai hay là moi móc cái chuyện của nó. Đúng. Nếu như mà trước khi mà cưới anh tôi có đến với chú Tư đi chăng nữa thì cái chuyện đó cũng rất bình thường. Bởi vì thời điểm đó tôi với anh chưa có ràng buộc, anh hiểu không? Hiểu chưa? Hơn nữa đó, mình làm thằng chưa ràng buộc là sao? Là chưa có thuộc về nhau, anh hiểu không? Bây giờ tôi mới biết. Biết gì? Biết gì? Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mong manh thôi. Nhậu điếc khùng quá. Khùng, bay nhậu điếc bay khùng rồi. Làm người đàn ông trượng phu á là phải để cho vợ mình có hạnh phúc. Mà bây giờ bay bắt nó liệt kê kiểu này, môi móc kiểu này, quá khứ kiểu này thì hạnh phúc cái gì đó bay. Đây, đâu rồi, cái cuốn sổ có tên chú rồi, bay đọc đi. Bây... đây nè, nè. Coi đi. Rồi, bay đọc đi. Đừng phải hiểu cái lắm lòng vợ bay. Đó, bay coi đi. Cái gì? Tôi nóng quá tôi không thấy được. Bay có, nói đi. Bay có thấy cảnh nó chạy từ làng trên xuống dưới, nó xin người ta ký vô đó. Cả làng trên xuống dưới đều thương nó ký vô. Bay nghĩ cái mặt tao vậy. Nó kêu tao một bác mà. Chú. Ờ, chú. Nghĩ sao mà tao quen nó. Xin lỗi nha. Không phải tránh nha. Bà Sáu sắp hàng chưa kịp á con. Thiệt hả chú? Chứ sao? Con thấy hơi nổ nha. Nhưng nói chung quy ra con là con cháu. Đó, bây giờ đó người ta thương bay ta ký vô. Đó bây giờ cái bà bán mì cũng ký vô. Rồi bây giờ mày ghen là ghen cái chỗ nào? Cái gì? Quen luôn bà bán bánh mì hả? Thì không có, chú Tư nãy giờ con quánh ông rồi đó. Anh bớt điên lại đi. Anh coi kìa. Nè chú coi có nội cái sổ sao kê mà ăn nhậu của ông còn dày hơn cái chuyện tình ái của con nữa. Dĩ nhiên. Mà ông căng cơ căng mặt cái với con nãy giờ á thì. Dĩ nhiên. Vợ chồng là phải rõ ràng, phải minh bạch vậy đó. Thì bây giờ tôi coi coi là ông ăn nhậu kiểu gì mà dày dữ vậy? Nhiều dữ vậy? Cái gì? Nhậu ở quán con Hương bánh xèo 3 tháng liền, một ngày 3 cử. Bánh xèo nó ngon. Cây dao đâu? Tôi phải đi xử con nó liền. Thôi thôi thôi, gọi chú bây giờ tới bay nè. Bây giờ tới bay nè. Hai sao mày mà ăn bánh xèo gì mà ăn một ngày 3 cử, trong khi ở nhà con làm bánh bèo không ăn? Hai vợ chồng mới uống chung liều thuốc á, giống hệt nhau mà bệnh giống nhau rồi cái kìa. Nhắc nhỏ bán bánh xèo mới nhớ nha. Con Hương bánh xèo. À, vợ chú cũng mê bánh xèo đó hả? Không có phải, vợ sắp cưới Hiện, vợ nó bỏ Hiện theo quay á. Nói là sao, mắc gì phải theo con? Tôi nhờ nó ký, bà Sáu nhờ nó ký, nó lo bán bánh xèo nó biết cái gì. Tự nhiên giờ nó ký cho hai con sổ hai đứa bay luôn. Hiểu chưa? Tao yêu cầu hai đứa bay hạ màn xuống đi con. Đừng có bắt chước thiên hạ là kê khai thống kê này nọ mệt mệt lắm. Vợ chồng sống nhau phải tin tưởng nhau chứ. Phải không? Rồi bây giờ đó, bà Sáu á, cà phê á. Bà cũng bắt chước người ta, giờ bắt chước thống kê này nọ, ông ấy xem quá kìa. Ủa? Mắc gì chú phải thống kê kê khai gì đây? Hồi đó giờ chú cô đơn nha. Làm quên mi. Hai mắt mày lơm lơm vậy. Mày tưởng ba kêu tao thống kê tiền tình ái hả? Cái gì? Không dám. Thống kê tiền thiếu nợ. Chứ tao còn trai nhéo nhéo nha. Ơi hàng chim mà đi đúng luôn, tôi tưởng động đất cái nơi. Trời ơi, động đất cái gì chị? Đặt hơn là động đất nữa nè. Trời ơi, nó yên chỗ giùm cái. Cái gì? Trời ơi, cái nền tôi bị yếu nha. Đất ở đây là đất không chân nha cô nương. Cái gì mà rần rần vậy? Hả? Sao? Ngồi đi. Sao ơi, sao kể cho con nghe cái chuyện ngày hôm qua đi Sao? Cái chuyện mà có người tới đây tìm con đó Sao? Sao ơi. Xin lỗi, tôi đang dọn hàng nha, để cho tôi buôn bán nha. Ôi Sáu, bây giờ Sáu không ra là con dặm cho banh cái chỗ này luôn nè. Giờ sắp. Thôi. Một mình con thôi là đủ rồi nha. Rồi thêm Sáu nữa là coi như sập nguyên chỗ này luôn á. Thì giờ đường này đường chờ lúng mà con cho nó lúng luôn. Thôi cảm ơn. Bây giờ muốn cái gì? Sáu kể cho con chuyện ngày hôm qua có một nam nhân tới tìm con đi. Tôi chưa dọn hàng nữa. Để tôi dọn hàng tôi buôn bán nha. Rồi gì tôi kể cho nghe. Thôi. Lại nghe, con nói nghe. Gì? Hiểu rồi. Hiểu sao? Ý là bữa giờ bán chậm đúng không? Bán ế lắm. Thì đó. Dạo này bán ế quá. Do, bây giờ mới hàng lại nè, lấy cho con 5 thùng mì ha. 10 ký gạo, 20 lít dầu. Với lại Khoan, từ, để sao ghi vậy? Ghi con ơi. Mày nói lại. Nè. Ghi nha, ghi nha. Nhiều. À 5 thùng mì. Rồi. 20 ký gạo. Hai chục ký gạo. Chục lít dầu.
Chục lít là 10 chai hả? Chục lít. Bây giờ chai 2 lít lấy 5 chai, chai nửa lít lấy 20 chai. Thôi, bây giờ ta ghi 10 lít. Đừng lấy 222 chi. 10 lít dầu nè. 10 lít dầu ăn. Rồi gì nữa? Với lại 6 bịch bột ngọt. 6 bịch bột ngọt, bịch đó. 1 ký. Bịch 2 ký đi. Có bịch 5 ký lấy luôn. Dạ. Bịch nhiều lắm là có 900 gram thôi cô nương. Thì thôi lấy 6 bịch đi. 6 bịch 1 ký đi ha. Giờ được chưa? Để cộng cộng tiền lại đã. Thôi cộng cái gì thôi kệ nó đi, cứ ghi vô sổ đi. Thôi, rồi từ từ cộng. Trả tiền mặt đi. Còn là con mua bằng miệng không mà có bao giờ mà con mua tiền mặt đâu. Thì như vậy nó thì thôi tính tiền đi. Tính lẹ lên đi sáu ơi. Trời ơi cái chuyện người ta gấp mình còn chưa. Nhiều được nhiều trước đi. Thôi nè đó cầm hết thì đó rồi đó. Thôi đừng đếm. Xếp lại lục, xếp lại lục. Xếp lại lục. Sợ vậy ta. Rồi rồi rồi. Vậy hả? Dẹp vô dẹp vô một lát nữa đem hàng qua nhà con. Nha nha nha. À được rồi được rồi. Rồi bây giờ ngồi xuống ngồi xuống. Bày ngồi đi, uống cái gì? Sao hả? Không uống nữa bây giờ tâm lý đang hồi hộp lắm rồi, uống là nó trào ra. Rồi để sao kể đi cho sao nhớ coi. Nhớ rồi, sao sao? Chiều hôm qua vào một đêm mưa gió bão bùng xới có một hả chiều hôm qua vào một đêm mưa gió bão bùng đúng nó rồi. Là một ngày hay hai ngày ngày đó luôn. Tại sao chiều mà còn có tối thì chiều mà đêm buổi chiều nó qua tối là ta gọi là gì, là gọi là gì? Chạng vạng. Đúng rồi, chạng vạng. Chạng vạng là tên của một bộ phim hay lắm á nha. Ai biết nó mờ 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 cái bầu trời nó xanh xanh mà xám 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 đó. Rồi tiếp đó. Tiếp đi nè. Ta đang thơ văn lai láng tự nhiên bay nhảy vô cái giờ quên mà gì vô dọn hàng thì mệt quá. Thôi cái gì kỳ vậy, người ta mua hàng cho mình rồi. Ôi ngồi xuống kể nghe Miếng ơi. Bây giờ có để cho tôi kể ngọt xớt không hay là đang kể trận họng tôi? Thì kể đi. Giờ làm lại nghe. Làm lại đi. Làm lại ha. Nó làm lại. Ba làm lại mệt quá. Giờ qua tới đây đi. Vào chiều hôm qua một đêm mưa gió bão bùng rồi. Rồi một có đêm... một chàng trai. Có một chàng trai. Có một chàng trai đẹp tuyệt vời. Đẹp tuyệt vời. Người cao lớn khôi ngô tuấn tú. Cởi tướng mã cà lọc cọc cà lọc cọc cà lọc cọc cà lọc cọc. Ồ xí. Đường mình đường bờ đê mà có vụ mà cưỡi tướng mã nữa hả? Trời ơi tôi ví dụ cho cái chàng trai nó đẹp hồi nãy giờ tôi kể nghe đẹp không? Chị cũng đẹp đẹp á. Bây giờ bắt đầu đẹp hơn nữa nè. Rồi sao? Dài 5 tấc rộng thân 10 thước cao. Xí, bự. Dài 5 tấc rộng con tin. Bự gì nè, bự hơn con luôn á. Nhưng mà 10 thước cao, cao quá. Cái nhà người ta cao lắm, giỏi lắm, 3 mét à. Bây giờ con tưởng tượng đi, đẹp như là Từ Hải vậy đó. Từ Hải? Ừ. Ôi cái tên đẹp quá, Từ Hải là tráng sĩ nào vậy sao? Quên. Hồi đó mới học có lớp 2, lớp 3, chưa có học Từ Hải ha. Chưa có học chuyện Kiều cho nên không biết Từ Hải là ai đâu. Thôi, rồi mời ngồi xuống đi. Thôi tôi kể tiếp cho nghe. Lẹ đi, trời ơi, kể cái khúc đó không mà con biết đẹp trai rồi. Nhưng mà ảnh có ý gì không? Ảnh hỏi gì, ảnh nói gì và ảnh muốn gì? Ảnh từ nước ngoài về nha con. Như Kiều đó. Mà ta nói đi về đây, ở một cái vùng khỉ ho cò gái như thế này, tìm một cô gái. Chứng tỏ là anh ấy yêu cô ấy tha thiết dữ lắm luôn á. Rồi sao anh nói sao nữa sao? Rồi à, dạo này sao bán ế quá. Dạo này sống thấy ai lại mua hàng ta. Không mình con à. Thôi để sao vô sao dọn ra nha. Thôi hiểu rồi. Thôi không mấy hôm nay mình ngưng bán đi. Con mua hết cái quán sáo luôn. Chị chưa? Con mua hết. Mua chứ. Thiệt không? Thiệt chứ. Được. Gì sao? Phải nói có sách mách có chứng với mày mới được. Không tin mày được. Tiền cất đây. Giờ làm gì vậy? Ghi sổ. Hôm nay ngày mấy con mua hết cái quán của Sáu. Thì sao ghi đi. Trời ơi đang bán ế giống như buồn ngủ mà gặp chiếu manh vậy. Sao thì bây giờ con nói Sáu rồi thì Sáu cứ ghi đi. Đây nè, ngày nay ha. Rồi bây giờ con ký đây cho Sáu. Có ký nữa hả? Ký chứ trời đất ơi. Ký giấy tờ là gà chết. Ký vô. Chuyện quan trọng mà. Mua có cái quán này thôi mà làm gì ghê vậy? Đó, con ký đó. Con nói Sáu nghe nè, giờ Sáu bán thân luôn không? Bán thân luôn con mua luôn. Được hả? Con thấy giống như cái kiểu như Sáu bị khi dễ con á. Giống như là con không có khả năng mua hàng của Sáu á. Ai nói con không có khả năng. Nhưng mà tự gì toàn là nói bằng miệng không mà. Cuối cùng con có bao giờ con mua hết đâu. Nói cho lớn, cuối cùng mua có chút xíu. Hết ra con phải chạy được cái hàng thịt heo của con rồi. Con mới lấy tiền con qua đây con mua đồ của Sáu. Nhưng mà thôi túm lại bây giờ. Dì trai con có thể mua tất cả. Tội nghiệp nó ế lâu năm rồi giờ nó nghe trai mắt nó mờ luôn kìa. Mờ cái gì? Trời mù ơi. Luôn con cũng chịu này lé luôn nè. Mắt mở nổi luôn nha. Thôi kể tiếp đi ngồi chờ lâu quá hả?
Ủa nãy ta kể tới đâu rồi? Kể tới cái khúc mà anh đẹp trai rồi anh là Việt Kiều, anh về đây anh tìm một cô gái. Đúng rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Anh tìm một cô gái tên Hồng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tìm cô gái tên Hồng. Anh tìm con á. Không biết có tìm con hay không. Mà sao nói là ở xóm này chỉ có mỗi Hồng thịt heo thôi. Cái gì? Con Hồng thịt heo là bay đó. Trời đất ơi, tôi chết con rồi. Sao chết? Sao lôi nghề nghiệp con ra sao nói với anh chi? Ủa? Bay bán thịt heo rồi nói bán thịt heo chứ không lẽ bay bán thịt heo mà nói bay bán thịt voi? Sao kỳ quá. Ít ra sao mới nói là ừ, ở đây có một con nhỏ tên Hồng, nhìn nó cũng được lắm. Nó tên là Nguyễn Thị Ánh Hồng. Ánh Hồng mang mai lung linh lung lanh. Ví dụ vậy đi, tự nhiên nói thịt heo người ta bỏ tôi đi sao trời? Trời ơi. Nó tên là Bành Thị Hồng. Mà giờ nó sửa là Nguyễn thì Ánh Hồng, Hồng Ánh Dương rồi cho Nguyễn sang mà. Nói chung là giờ Sáu nói vậy rồi sao bây giờ? Nhưng mà con yên tâm đi, chàng trai nó nói gì nè. Dạ, con rất thích ai tên Hồng, mà nhất là con rất là thích ăn thịt heo. Thích ăn thịt heo kìa. Yên tâm, nó thích ăn thịt heo là được rồi. Vô mánh rồi. Vô luôn. Ảnh mà thích người tên Hồng, anh thích ăn thịt heo là anh thích ăn con. Ý không phải anh thích con. Sao rồi anh có nói khi nào anh nhập lợi không? Anh có nói khi sao Sáu hỏi ta? Nhưng mà thôi kệ đi, tùy duyên đi con. Ok, vậy đi cũng được. Vào chiều ngày hôm qua, một đêm mưa gió bão bùng, có một chàng bạch mã hoàng tử cởi con ngựa. Không có, cởi ngựa là Sáu đặt thêm. Nó hấp dẫn thôi, chứ chưa ngựa trong này làm gì có ngựa. Thôi, anh có tới đây tìm một người con gái tên Hồng bán thịt heo. Vậy là được rồi. Được rồi ha. Con sẽ chờ. Sao ơi, bây giờ vậy, con chờ đi. Con chờ sẽ có câu chuyện tiếp theo hấp dẫn hơn nữa. Dạ. Bây giờ Sáu chuẩn bị đi nhập hàng thêm. Sáu. Chuyện nhỏ, có trai rồi, cái gì con mua cũng được hết. Trời ơi, nó mê trai mà cố luôn. Trên đất dòng mình trầm lan, trên đất dòng mình trầm chưa gan. Hỡi cô, hỡi cô xinh đẹp lòng anh, giờ đây đi đâu vậy? Tự nhiên cọc ngang. Cái gì đâu? Khơi. Sao vậy? Làm gì đâu ăn cọc? Chặn đường tôi sao vậy? Tự nhiên mắc mới gì chặn đường tôi? Có chặn đường đâu, nhảy ra hù không hết, không hết hồn thôi. Hù? Ừ. Hù tôi. Ừ, hết hồn. Thì sao kể quá vậy? Thì đó, hết hồn cho mấy người vui thôi. Trời ơi, có vụ mà hết hồn cho mình vui đâu nữa. Mà ngộ ha, mỗi lần mà tôi chuẩn bị tôi lên đồ, cái tôi đi đâu, cái bắt đầu là có kỳ đa ngắn mũi là sao không hiểu luôn á. Sao hôm nay mặc đồ đẹp quá vậy? Làm mặt đánh má hồng rồi đồ nữa. Đi hẹn hò. Đi gặp thằng Việt Kiều á hả? Đúng. Chẳng những là Việt Kiều đâu, mà ảnh còn là một người khôi ngô tuấn tú. Một giống như bạch mã hoàng tử vậy đó. Hiểu không? Ở nguyên cái làng này bây giờ ai cũng biết là ở cái làng này đang có một cái thằng Việt Kiều nào đó. Nó về đây nó cưa cẩm hồng thịt heo. Nhưng mà nếu như em là người mà tinh ý á, mà em suy nghĩ chút xíu em sẽ thấy được là gì biết không? Vậy. Là chỉ có mỡ và mỡ ở gần nhau sẽ rất là nên đôi. Và kèm vô chút xíu nữa có vài quả trứng nữa chúng ta sẽ tạo nên một cái Tết thật là má. Và những cái... Gì vậy? Việt Kiều tao không có cà lâm. Tao nói chuyện không có văn nước miếng, hiểu không? Cứ bình... tôi nghe tôi mệt lắm, hiểu không? Với lại tôi nói ông nghe nè, cái tướng ông á lùn một khúc mà nhìn tới nhìn lui như cái trứng hụt vịt vậy đó, còn tôi như cái cục thịt heo thì đó mới ra cái nồi thịt không vậy. Tôi không thích. Tôi thích ăn món Tây, tôi không thích ăn món Việt Nam được không? Ăn món Tây hả, mập nè, mập thêm nha, mỡ trong máu nha, rồi lúc đó hả là tự nhiên cái bị lên huyết áp nha, rồi xong mới bị tai biến nha. Ê, không có vụ mà yêu không được phá cho hôi nha, không có chù tôi nha. Có đâu, anh lúc nào cũng thương Hồng hết trơn á. Nhớ lần đầu gặp gỡ hả, lúc đó Hồng cũng thích tôi rồi. Tự nhiên cái bây giờ cái lọt vô thằng cô hồn các đảng mà Việt Kiều nào không biết nữa, về đây cái tự nhiên quay cái rẹt luôn là sao? Thì cái đó là cái dĩ dãn hồi lúc còn chưa biết suy nghĩ á. Bây giờ khác rồi, đi ra. Xong sát tôi làm gì? Không nghe nè. Gì? Đừng có vậy nữa mà, phải nghĩ là biết là mình như nhau hợp mà. Cái thằng Việt Kiều đó không cách nào hợp được. Thấy ghê không? Thấy thương không? Sâu lại nhẹ lần nè. Đó. Câu mạnh nha, cái này câu mạnh nè nha. Tôi tính đạp luôn á, tôi không mặc đầm mà tôi đạp luôn rồi đó.
Thôi chơi kỳ quá à. Thôi ít ra là người ta Việt kiều, người ta cũng có khả năng, có điều kiện, gia đình người ta giàu có thôi, đúng không? Đúng không? Mình có cái gì hơn được người ta? Sao không có? Chỉ có lùn hơn người ta thôi. Làm gì lùn hơn? Nè, nói nghe nè, mình ở đây là giải thích lại một lần nữa cho Hồng nghe nha. Nguyên một cái miền Tây này sẽ thuộc về em nếu như mà em kêu anh, em đồng ý. Wow. Của ông nội anh đó. Nguyên cái miền Tây này của anh. Ờ. Tại vì nhờ có ông nội anh. Ừ. Mà ông nội anh phải có ông cố nội anh. Ừ. Mà ông cố nội anh phải có ông cố nội của ông cố nội anh để lại, đúng không? Ờ. Giữ đó mà xài đi. Nhà tôi giàu sẵn rồi, tôi buôn thịt heo, tôi nhiều tiền lắm, tôi không có cần. Ha. Tôi không có thèm nói chuyện với hộp dịch nữa, mắc công đứng làm thịt kho lắm. Tôi đi đi kiếm anh Việt kiều thôi. Để rồi coi. Để nó coi cái thằng Việt kiều đó nó có hốt được em không. Hồng heo. Hồng heo là phải đến với Hiền mập này thôi nha. Chúng ta là hai cục mỡ gần kề nhau, không thể nào chia liền. Mà sao ngộ nha. Biết nhiêu cô gái đẹp, sao tôi không khoái mà tôi lại khoái cái con hồng heo ngộ thiệt. Mập mập nhưng cái mặt nó dễ thương, mặt nó đẹp. Thích thì cho đó. Ê bé, cho anh hỏi. Cho anh hỏi xíu bé ơi. Bé nào? Bé. À, cho mình hỏi xíu. Hỏi gì? Cho mình hỏi thăm xíu là cô này có ai tên Hồng không? Việt kiều. Việt kiều đúng không? Việt. Việt ở nước ngoài mới gì à? Là gọi là Việt kiều. Là Việt kiều à? Tôi không biết. Mày tên gì? Tôi tên Tài. Người ta thường gọi anh là Tài á bé. Bé ông nội bé. Đừng giỡn mặt nha. Mày đang tìm ai mà mày hỏi tên ai tao không thấy quê, tự nhiên mày hỏi tên Hồng, bắt đầu tao nổi máu điên lên ha. Là có nghĩa là tao đang muốn tìm mày mà mày tự chui đầu vô rọ luôn. Thật ra tao hốt mày luôn. Tao hốt mày luôn. Ê, nãy giờ là anh nhịn bé nhiều rồi nha bé. Nhìn bé nào? Nghĩ sao mà nhịn bé hả? Bé nào? Chết cha, mua nhầm kiến lão hay sao ta? À. Anh rất to cao và đẹp trai. Chắc anh nhầm Hồng nào rồi phải không? Chứ kiến Hồng nào? Chứ nó Hồng nào? Hồng thịt heo đúng không? Hồng mập mập đúng không? Hồng mà bán ra thịt heo mà giàu giàu có nhiều tiền đúng không? Hồng đó là của tao. Hồng đó là của tao. Mày hiểu không mày? Hả? Mày đi về đây làm gì? Mày về đây làm gì? Hả? Mày có tin là tao nắm mày, tao nhét ở trong cái dừa đó không? Hả? Anh sao cái gì? Tôi nói anh nghe. Ừ. Lúc trước tôi là đai đen đó. Đai đen. Đồ vật đó. Đồ vật Mỹ đó. Rồi, mày yên tâm đi, tao ở đây à. Tôi nói cho anh nghe, anh phải biết lượng sức mình, tôi là đai đen đó. Mày đai đen à? Nhưng tôi nói anh nghe. Sao? Đàn ông dùng trí, không dùng nắm đấm. Đàn ông dùng gì, dùng gì? Dùng trí. Mày yên tâm, dùng trí hả? Đúng rồi đó. Nếu mà là đàn ông mà dùng trí thì mày yên tâm, sao tao sẽ đập lên đầu mày để cho văng hết con trí ra. Tại vì tao đây, tao có đai đen, đai đỏ chứ, nhưng mà tao là giật trâu rồi trâu còn chết. anh đúng là cái đồ mà. Cái đồ gì? Cái đồ mà. Cái đồ gì? Mà ăn không biết thải. Mày tối ngày nó phì gì ra mà con nít mà hổn. Cái gì vậy? Hồi nhỏ tao khoái chơi trò chọi cá. Mày tôi nói nghe anh bình tĩnh nha. Anh biết là cái thân hình anh như vậy nha. Mặc dù cái cục đá đó nó nhỏ nha, nhưng mà vô cái tay anh mày xin mà à, vô cái tay anh mà nó chỉ cần bay véo vào thịt tôi thì nó đau lắm đó. Nếu mà vô thịt anh biết chưa, nó đau đó. Đau không? Đau lắm vậy đó. Thì tao sẽ cho vô mỏ mày, nó sẽ bớt đau. Mày hả? Mày tao thách mày. Tao thách mày lần nữa coi, mày ngon nha. Chỉ cần mà tới cái đầu, tới nhà con Hồng một cái là tao hốt thẳng mày luôn, chứ đừng có giận mặt cái tao. Tao thách mày chiếm được con Hồng heo đó.
chào anh, em là con gái miền Tây. Trời mới ơi. Lên thành phố được có mấy ngày. Thôi. Được sao? Sáu, cho Sáu xin ha. Trời ơi, con gái gì để chân ghẻ không vậy bay. Mày mũi gắn chịu thôi. Ăn bận gì kỳ vậy? Tự nhiên lấy cái màn cửa mai thành cái áo đầm vậy? Trời ơi, đừng có nói lớn. Cái này miếng vải này của má con mới tính mai màn đó. Con chơi con dớp luôn hả? Trời ơi, nhìn mày vậy thì ghê quá, ai mà chịu. Thôi, để em con chờ anh gì Kiều á. Thôi được rồi. Sao thấy kỳ nha. Ba phe ba nơi. Tao không có đâu ăn nhập vô đâu hết á. Mà biết đâu Sáu không chịu, nhưng mà nam thần nó chịu sao? Chính xác. Sao biết không? Tại vì những cái người ở bên nước ngoài á, họ có cái gu lạ lắm. Họ có cái gu gọi là một cái gọi là cái gì đó mà phi xì tai gì mà đầu đuôi gốc ngọn không vô chỗ nào á. Không. Sao hỏi thiệt nha. Sao? Thí dụ nam thần nó rước con đi. Thí dụ thôi. Ủa thí dụ hả? Tưởng trời ơi, rước thiệt không biết sao nữa. Thí dụ nó rước con đi. Rồi mày đi qua bển mày có bán thịt heo nữa không? Mắc cười. Tự nhiên ở đây tao bán thịt heo cực muốn chết. Qua bển người ta ngồi xe hơi đi máy bay. Trời ơi, ít ra phải bán thịt bò. Tại vì mấy người bên đó người thích ăn bò bistec. Sàng quá ha. Sao? Tao tưởng đi máy bay ngồi xe hơi bán vàng bán hột sòn vậy. Cuối cùng đi qua tới bên bển vẫn bán da cầm da súc. Thôi miễn gì người ta làm ăn kinh doanh được là được rồi. Sáu ơi, mày đi máy bay sao mà về nhớ kể cho Sáu nghe nha. Nhưng mà đi máy bay ngồi xe hơi á, nhớ ơn Sáu nghe mày. Thôi. Tham gì mà tham, thấy ớn luôn à. Nghĩ sao trời. Sáu ơi, con mua hết cái quán của Sáu 2 lần rồi. Bớt tham đi Sáu ơi. Giờ uống gì? Thôi không có uống gì hết á. Bây giờ muốn chồng thôi. Mà Sáu, gì? Sao tính nói gì? Sao nói gì? Lớn nói trước đi. Đi qua bển á. Sao? Coi có ai được á. Cái gì giới thiệu cho Sáu nè. Đó, con cũng tính nói đó. Thay vì cái ơn này á, con mua đồ hoài con xài không có hết. Không mấy cái mày mốt con qua bển con thấy ông gì Kiều già nè, con dớp về đây con cho Sáu. Thôi, thôi. Già đừng có giới thiệu. Mày chạy đi đâu mày? Mày chạy đi đâu? Mày con. Ê, này. Trời ơi, cái thằng mập kia, mày, cái gì vậy? Hả? Đâu gì? Đâu? Ôi, trời ơi. Gái trong làng gì của anh đâu? Gái làng đây. Không. Đây, gái làng đây. Chào anh. Nam thần đó. Mày tao chậu vô trong đó. Ê, thôi mình đừng có làm vậy. Cái gì? Thằng này sao mà hồ đồ? Hồ đồ gì? Mới đánh nhau với người ta đúng không? Dì Kiều về kiếm Hồng nè. Đây. Hồng đó đây, con. Hồng này mà kiếm đi. Anh ơi, chào anh, em là con gái miền Tây. Làm gì? Thôi dẹp đi. Giới thiệu. Miền Tây gì? Mình là con gái miền Tây mà. À, thì đúng rồi, nhưng mà không cần phải giới thiệu, nhìn là biết rồi. Con gái miền Tây bán thịt heo, người ta gọi là Hồng heo. Nó bán thịt heo đó. Đây là Hồng của anh. Đúng rồi. Không. Không có của ai đó, nó đang ở không vậy đó. Hồng của tôi. Ở không? Giả luôn mà. Rồi xí đi. Giờ của ai cũng được hết. Bây giờ anh nói của anh Hồng heo. Rồi của anh thì anh cứ nhận đi. Rồi thịt heo rồi anh muốn quay gì thì anh quay, anh làm 7 món thì cũng được. Nhưng mà cô thì con nói kiếm Hồng thì con diễn Hồng đó. Có bữa là con nói cô nè, con nhờ cô là cô biết cô Hồng này ở trong hình này đúng không? Trời ơi, bữa đó đưa người trời nhá nhem tối có thấy đâu, với lại ở xóm này chỉ mỗi nó là tên Hồng thôi. Được rồi. Bán thịt heo thôi. Được rồi. Con nhờ cô kiếm cô Hồng này. Cô nói là cô biết cô Hồng này. Ủa? Mày biết không? Cái hình này quen lắm nè, cái hình này lâu lắm rồi mà. Đúng rồi, 30 năm rồi. Trời ơi, lâu là sao? Ê, trời, con Hồng này, bạn của cô á. Ủa? Nhà nó ở cạnh nhà của ông Tư. Nó lấy chồng lâu lắm rồi, nó đi lên thành phố mấy chục năm trời không liên lạc được luôn á. Không biết giờ nó sống chết luôn á. Ủa vậy đúng không? Là anh kiếm bà Hồng hay là em Hồng? Kiếm người này hả? Kiếm cái người trong hình này nè, là chắc là tôi kêu chắc bằng bác hay bằng bà gì cũng đúng rồi. Trời ơi là trời. Sơn sát. Không lẽ mấy người ở bển người ta có cái gu mặn gì sao? Anh thích lái máy bay, anh là phi công. Hả? Hả? Trời. Cô bình tĩnh đi. Này là người quen của ba tôi. Ba tôi trước khi mất á, nhờ tôi về đây để mà tìm cổ nói lời xin lỗi. Bây giờ nhờ cô rồi cô nói cô biết, xong rồi tôi về đây rồi cô, giờ cô đưa nguyên cái trại. Trại gì? Đó, vừa cái bản mặt lắm. Nam thần. Trại nuôi người, bảo dưỡng người tốt quá. Nam thần đó. Em là cô gái miền Tây, má đỏ hay. Thôi dẹp đi. Rồi coi. Giờ đơ cho cái cây. Giờ đi kiếm cũng không ra nữa, bây giờ tôi cũng không biết làm sao nữa. Anh ơi, anh. Bây giờ vậy nè. Thôi tôi biết rồi, tôi hiểu tấm lòng của anh. Tôi nhờ anh mà nãy dí tôi mà tôi rớt luôn cái mắt kiến rồi.
Hả? Rớt rồi cái mắt kiến đó tôi mua, nhưng mà cũng không sao đâu, chắc là sáng tôi chắc tôi mua bên đó là mua lộn vậy, cái kính lão đó tôi nhìn rồi sáng tôi nhìn anh tôi thấy chút xíu rồi sao. Ê bắt đầu đổ quạo nữa nha. Dạ thôi thôi rồi rồi, rồi ok ok rồi thôi thôi. Bây giờ thì anh ơi, cái chuyện dạ thôi mình khoan hết đi. Cái chuyện ba anh với anh tìm người quen thì cũng là đang đi tìm. Còn em cũng là Hồng nè anh. Em là con gái. Em là cô gái miền Tây, má đỏ hay hay, bây giờ người ta không thích nữa cho nên đơn cho cái cây. Được rồi. Nói chung là tôi thấy hai người rất là dễ thương, rất là đẹp đôi với nhau. Hợp đúng không? Đúng là hợp. Tôi, gì vậy? Tôi thấy hai người nên về với nhau, sau này làm ăn sẽ phát đạt lắm. Ờ. Dạ đúng rồi. Đó. Tại vì heo dạo này lên giá lắm mình. Hay lắm ha. Nam thần ha. Bắt đầu nam thần đã cho một cái lời khen rất là dễ thương, rất hợp với nhau, rồi nguyên một cái trại. Nhìn về không lẽ giờ bên đó nói thẳng ra là trại heo thì tôi giỡn mặt với anh hả? Xé, tôi mà có lấy ế chồng tôi cũng không thèm lấy anh. Kệ nó, tôi thích vậy đó. Bắt đầu tôi cũng không thèm hồng heo là gì trên đó. Bên kia là nam thần à. Chuyện bình thường. Đây, tôi lung thần.